hôm nay đó hen, mình cái Long Hoa đại hội tới đây, tức là vào cái cõi đó là cái cõi Bồng Lai, là cõi tiên đó quý cô bác à, phải không? Thi tả cảnh Bồng Lai tại thế, nếu chần chờ thì e trễ kỳ thi nghe quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, cả mình chần chờ đó giờ 4 ngày cứ để có mực hoài là chần chờ đó ạ. Không được nghe, là không kịp nghe, thầy cứu mình không được quý cô bác à. Đức thầy cho biết là cứu lương hiền chẳng cứu người hôn kẻ gian ác, là sao? Đến sau tiêu diệt phải không quý cô bác? Khổ lắm mà. Vì lẽ đó hôm nay đệ lên đây ráng nhắc nhở cho quý cô bác biết rằng cái sự lợi lạc của ăn chay là để có lòng từ bi. Quy y thì khá hành y chứ không có để y nghe cô bác. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Trước tiên con xin chào toàn thể cô bác, anh chị em và toàn thể các cháu hết ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chị hai đại diện cho máy đạo tràng hôm nay, kính thưa cùng toàn thể quý cô bác và hầu hết anh chị em và các cháu kính mến, thưa quý vị, nhân hôm nay cũng là ngày 29, tức là tại máy đạo tràng này có tổ chức ra lật thời khóa niệm Phật hàng tháng. Thưa quý cô bác, cũng là một cái nhân viên rất là sâu đậm, các cháu ở Đồng Tháp mà đến đây thì trong cái thời gian đó, ban tổ chức sắp xếp và toàn thể cô bác ngồi đây để lắng lòng theo dõi sự trình bày của cháu, thì trước tiên cháu xin chân thành cảm ơn cũng như chị hai đại diện cho ban tổ chức, và cháu chân thành cảm ơn cùng toàn thể cô bác anh chị em dành riêng cho cháu vài mấy phút rồi ủng hộ cháu. Cháu chân thành cảm ơn trước ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý cô bác, thì vừa qua có một đồng đạo giảng viên, tức là Vinh Nam Tiếp, cũng đi chung đoàn với các cháu, thì lên đây chia sẻ trong cái đời tu của anh, tức là cái sự kinh nghiệm, và chia sẻ cùng toàn thể cô bác. Bởi vì trong giáo lý của Đức Thầy rất là sâu màu, coi như là càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Đó là vì cái sự truyền đạo của Đức Thầy, tức là muốn cho tất cả chúng sanh hiểu được cái đạo của Ngài. Vì lẽ đó mà Đức Thầy thường dạy là tầm sức nhỏ còn làm nên kén, còn người không lo thì có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp truyền nhau cùng truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Vì lẽ đó các cháu ráng đem cái sức học biết của mình để rồi chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Thì trong khi cháu làm bổn phận cũng có nhiều điều còn cấm khuyết, bởi vì giáo lý ở đây tức là giáo lý của Đức Phật nghe quý cô bác, tức là rất là sâu màu. Vì lẽ đó là những cái điều gì mà cháu còn cấm khuyết nữa mong quý cô bác mình bỏ lỗi cho cháu một lần nữa. Cháu xin chân thành cảm ơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì hôm nay trong cái buổi gặp gỡ này, cháu mượn hai câu trong giáo lý của Đức Thầy mà cháu trình bày, nghĩa là chữ Nam mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Thì trong hai câu giảng này, ở đây chắc tất cả quý cô bác anh chị em thường đọc hoài, phải không quý vị? Nhưng bữa nay mình tìm cái nghĩa, cái lý của Thầy dạy mình sao. Vậy thì chữ Nam mô đọc cho đủ là Nam mô A Di Đà Phật nghe quý cô bác. Nam mô A Di Đà Phật mới đủ à, chứ còn Nam mô không chưa đủ quý vị. Mà hôm nay Đức Thầy dạy là chữ Nam mô mà hàng tháng mình đã đến đây niệm Nam mô A Di Đà Phật rồi, có nghĩa là cộng sự với máy đạo tràng này, mỗi tháng định kỳ có khi mình niệm 3 thời, mình niệm 2 thời, nhưng mà hôm nay niệm có 1 thời nghe quý vị. Nhưng mà niệm 1 thời ở đây là tại vì cái sự gặp gỡ của mấy cháu, nên hôm nay quý cô bác mình niệm còn thiếu 2 thời. Hôm nay quý vị mình ủng hộ về sự chia sẻ, nhưng mà tu tịnh độ bữa nay hơi kém hơn mấy lần trước heo quý vị. Tức là niệm chỉ có 1 thời thôi, rồi bữa nay mình nghe chia sẻ về đạo pháp. Vậy thì chữ Nam mô
là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình đã biết niệm Phật rồi thì thầy dạy đó chữ Nam Mô phải trì giới nè, rồi giữ chay. Cái chỗ này thầy dạy rõ trong cái câu đầu nghe quý cô bác. Mà hôm nay con hỏi thiệt nghe, tất cả quý cô bác anh chị em đến đây niệm Phật là biết chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà bây giờ toàn thể cô bác mình có ăn chay hết không ạ? À? Nói chỗ đàn này mừng cái Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Ở đây mình có trường chay hết chưa quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là mình mới biết niệm Phật thôi phải không? Vậy đó hả? Vậy thì hôm nay cái đề tài này Út Đàn lên đây khuyến khích mấy quý cô bác mình, chuyện này mình ráng bước thêm bước nữa nghe. Bởi vì Đức Thầy á, là dạy là chữ Nam Mô là biết niệm Phật phải trì giới giữ chay nghe quý cô bác, chứ không phải là ăn chay kỳ hoài với kỳ lắm ạ. À, mà kỳ cục luôn ạ. À, ở đây còn nói á, quý cô bác mình có Phật lòng bỏ lỗi cho Út Đàn này nghe quý vị. Bởi vì Đức Thầy đã dạy á, Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Thầy đã dạy á, chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng dẫn dắt chúng sanh. Mà sao trong khi 4 bữa là quý cô bác mình biết á, thầy dạy trong cái bài này là bài nào không, mà thầy dạy vào năm nào không quý cô bác? Phải năm 1139 không quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật. Mà sao mà 4 ngày mình học có lớp mình ở hoài mấy chị mấy anh? Bởi vì lúc đó là quy tắc, phải không? Đệ xin kể một mẫu chuyện. Lúc mà thầy khai đạo vào cái ngày là 18 tháng 5 đó, là cái ngày đó tín đồ Hòa Hảo không bao giờ quên. Đó là một cái ngày kỷ niệm mà ông Phật đã xuống đây dạy mình biết cái đạo, biết cái sự ăn chay. Tức là vào giờ Dậu 6 giờ chiều đó thầy khai đạo đó, ở dưới sông Tổ Đình đó. Cái mẫu chuyện này cháu kể lại quý cô bác mình biết hết á. Tức là ở dưới sông Tổ Đình có mấy anh đóng đái đó quý vị, nghe Đức Thầy thuyết pháp mở đạo rồi lên nghe Thầy thuyết pháp. Tức là Thầy dạy là chỉ 4 ngày chay thôi, có nghĩa là chay 4 bữa ấy là quy tắc. Thì bắt đầu á, tất cả các anh em trong đoàn đóng đái đó, là tới quy với Đức Thầy ăn 4 ngày chay. Rồi một bữa nọ vào đến ngày rằm quý cô bác, nhưng mà mấy anh vẫn ăn chay 14 gầm, mấy anh ăn chay nhưng mà cái đá đi xong không dở. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Bữa đó bắt đầu nghe tới chiều rồi lên nghe Thầy thuyết pháp, Thầy nói bữa nay mấy ông á ăn chay hay ăn mặn? Thì tất cả các anh em đồng thinh nói dạ bữa nay bữa gầm con, mấy con ăn chay Thầy ơi. Tại sao Thầy hỏi vậy? Thầy dạy mấy con là 14 gầm ăn chay mà. Cái Thầy mới nói thôi bữa nay tôi phá lệ nghe, tôi cho mấy ông ăn mặn. Cái mấy anh em này ngỡ ngàng, coi như là sửng sốt, không biết Thầy dạy gì. Dạ thưa Thầy, Thầy là dạy các con bây giờ đó là ăn chay 4 ngày rồi, các con làm trọn tháng nào con cũng ăn 4 ngày hết. Sao hôm nay Thầy bữa nay ngày rằm mà Thầy dạy là không cho các con ăn chay? Thầy có ý gì? Xin Thầy dạy cho các con để các con làm theo cho nó đúng. Thầy nói nè, Thầy nói cho các ông biết, bữa nay là ngày rằm đó, nếu mấy ông ăn mặn đó, trong mấy ông đây mỗi người ăn dữ lắm, nhiều là mỗi người nửa cân cá mà thôi. Mà đằng này các ông ăn chay mà các ông á đóng đái mà mỗi lần dở lên mấy giả cá đó, hàng chục ngàn sanh linh thôi, thì mấy ông ăn mặn mà mấy ông đừng đóng đái, nó quý hơn. Bắt đầu từ đó tới sau đó em, quý cô bác biết cái lời của Phật dạy đó, tất cả các anh em để vào lòng ghi khắc mãi lời Thầy dạy. Có nghĩa là chay quy tắc là gì? Có nghĩa là trong 4 ngày chay này đã quý cô bác mình ăn đấy ha. Bây giờ con hỏi nè, bởi vì trong hai câu giảng này Thầy nói là chữ Nam Mô là mình biết niệm Phật rồi, phải trì giới, có nghĩa là dẫn giới lực Đức Thầy đã dạy. Mà chay được tánh chay tâm mới quý nha. Nhưng mà trong 4 ngày chay này quý cô bác mình có giữ đúng quy tắc không? Con xin hỏi nghe. Bây giờ con nêu lên cái quy tắc thứ nhất nè, có nghĩa là trong cái ngày đó mình ăn chay mà quý vị mình có làm việc mặn không à? Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Ở đây con nói việc mặn là gõ gõ chút nữa nha. Có nghĩa là bữa đó mình làm cá cho gia đình mình ăn, mình làm gà cho gia đình mình ăn, hoặc giả là mình
đi kiếm chúng sanh mà mình bán mình đổi tàu hũ. Nam mô Di Đà Phật ạ. Quý vị mình có phạm điều đó không ạ? Hả? Nếu không có là giữ quy tắc đó ạ. Bởi vậy cái ăn chay kỳ nó khó hơn cái ăn trường chay lắm quý cô bác ạ. Con nói thật đó. Hồi xưa con bắt đầu mẹ con nó dạy con ăn là chay kỳ đó. Hồi đó là cháu đâu có biết ăn chay kỳ là gì. Có nghĩa là 14 trạm 29 30. Tới tháng cái mẹ nó ơi con Út Đặng ơi, con bữa nay ăn chay không mày? Là mẹ nhắc không à. Mà đến khi mẹ mà chết rồi đó quý cô bác biết đấy hen. Con hả? Có khi 29 con ăn cái bữa 30 cái tới chiều cái con nghỉ. Bởi vì cái nhớ cái ăn mặn của mình nó tèm sao đâu quý vị à. Trời ơi tới chiều rồi còn có một bữa nữa mà gắn không nổi. Quý vị có không? Nam mô Di Đà Phật à. Có là không có giữ quy tắc nghe. Từ đây trở về sao phải giữ quy tắc mới được à. Nhưng mà khó lắm. Hoặc giả là tới ngày 29, 30 rồi không nhớ. Phải có người nhắc. Còn hôm nay đó Út Đàn khuyên quý cô bác mình đó là chữ Nam Mô biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi là phải có từ bi. Vậy là đạo tràng hôm nay ăn chay kỳ nhiều hả quý vị? Vậy là bữa nay Út Đàn bàn sâu sâu về cái sự ăn chay này chút nha. Nam Mô A Di Đà Phật à. Con nói hồi quý cô bác mình ngán sợ luôn đó. Sợ thiệt đó ạ. Con xin kể cái mẫu chuyện lúc mà Đức Thầy đi miền Đông cho quý cô bác mình biết. Là trong khi đó nó pháp nó lưu cư á, coi như là về Sa Đéc rồi về á, là Cần Thơ xuống Bạc Liêu rồi ra là nhà thương chợ quán. Rồi ra miền Đông là lúc đó thầy đi theo cũng tín đồ theo thầy rất đông quý cô bác à. Rất đông nha. Là lúc mà ra miền Đông đó băng qua một cánh đồng. Cái mẫu chuyện ở đây con kể quý cô bác mình có nghe trong clip hết á, trong đĩa hết á. Tức là băng ngang một cánh đồng rồi nó bắt đầu nha, là thầy giác một cái bình ắc quy đó mà cái bình 60 ampe đó quý cô bác, nặng lắm. Theo như cái sức của con đó nha, con giác ngang cánh đồng đó không nổi. Bởi vì cô bác biết hả, nó lúng sâu lắm. Coi như là nửa ống chân gì đó. Nhưng mà thầy đi khoan thai, coi như thầy rảo bước vào cho lúng mà thầy không có tỏ ra cái sự mệt mỏi gì hết quý cô bác. Mà thân hình của thầy đó quý cô bác nhìn nó đâu phải là cái tướng to đâu, phải không quý vị? Đâu phải tướng to đâu. Mà giác cái bình ắc quy đấy hen là 60 ampe nó nặng lắm á, chứ không phải là nhẹ đâu. Mà thầy đi khoan thai, thầy rảo bước ở một cái cánh đồng lúng vậy đó. Nhưng mà đến khi cái điểm nghỉ rồi quý cô bác mình biết đó là tới giờ chiều. Mấy dọn cơm ra ăn đó, mà trong bữa cơm đó quý cô bác đốt đèn dầu không à. Nhưng mà ở trong cánh rừng đó là mũi một cái là kinh hoàng luôn. Coi như là mũi cắn kêu bằng, coi như là mấy anh em đi theo thầy đập không kịp. Bắt đầu á mũi nó cắn thầy. Tức là nó cắn cái chân của thầy đó. Tất cả các anh em thương quá thầy không có đập. Bắt đầu ở bên đây mới dối tay qua đập. Quý cô bác biết làm sao? Thầy gầy liền quý vị. Tôi nói cho các ông biết nghe. Người ta ăn người ta mới sống. Mà mấy ông không cho người ta ăn là thôi. Mấy ông đuổi người ta. Có đâu á, con muỗi mà nó cắn tôi chứ đâu phải cắn mấy ông đâu mà mấy ông đập hết. Quý cô bác mình có thấy cái lòng từ bi của thầy không quý cô bác? Tới cái con vật nhỏ như vậy mà thầy còn thương đó quý cô bác à. Cái mẫu chuyện này đó, toàn thể ở đây trong đạo tràng này, cháu biết toàn thể cô bác mình đã có nghe hết rồi. Nhưng mà hôm nay con nhắc lại cho quý vị mình biết rằng ăn chay ở đây đặng chi? Là thầy muốn dạy mình đặng có cái lòng từ bi thương chúng sanh. Ăn chay thỏa dạ từ bi, không đặng đành sắc vật mà nuôi thì khẩu ta. Khi nghe thấy chúng kêu la, nỡ nào cắt cổ lột da cho đành. Quý cô bác mình đặt tỷ dụ, con hồi đó đâu phải mới sanh ra rồi con ăn chay trường liền đâu quý vị. Giống như quý cô bác ở đây, không khác một gì nào hết.
Mỗi lần mà con thèm con gà đó hen, quý cô bác biết cái tướng con nó đâu phải là nhỏ đâu, bự cỡ này. Nhưng mà mỗi lần con thèm con gà rồi đó hen, con muốn ăn con gà đó là con gà đó phải chết á. Đặt tỷ dụ sáng con muốn ăn con gà cha đó hay là con gà trống đó quý vị, là con bắt con gà cha con cắt cổ con ăn đó. Rồi chiều con muốn ăn con gà mẹ là con cắt cổ con ăn đó. Nhưng mà chưa nữa, có khi tối rồi con thèm ăn con luôn, nấu cháo con ăn luôn quý cô bác à. Nhưng mà trong khi mình ăn đó đâu phải nó lợi nó phanh tay cho mình chịu chối mà cho mình cắt cổ nó ăn đâu, phải không quý vị? Quý cô bác mình biết lúc đó con sao không? Bắt đầu nghe con hốt rạo, con nhử, bắt đầu con làm cái vòng để đó đó, bắt đầu thấy ổng bước chân vô mà trong cái vòng rồi con nắm con giật. Nam mô Di Đà Phật à, chơi thủ đoạn đó, tưởng đâu mình tốt. Bởi vì mấy con gà nghĩ đâu mình thương mình lo cho nó, tốt cho nó, lo cho nó ăn. Nhưng mà không ngờ đó, chết. Kế bên lưng đâu có hay. Bắt đầu làm cái vòng bước vô vòng rồi ở đằng này giật, rồi đem vô cắt cổ. Thấy con người mình cái tâm nó. Còn nói ở đây quý cô bác mình còn ăn, không phải con nói đụng chạm nha. Cái tâm mình nó ác gì đó quý vị. Hồi đó con y chang vậy đó. Rồi mỗi lần ha, con muốn ăn con gà mẹ rồi hả, con đâu thèm gượt đâu. Mình á, là nhữ mình giật hoài ghét là nó sợ nó nhát rồi. Dòng hỏi nha, gia đình ta chừng 5-7 thành viên vậy đó, ăn ghét còn có 1-2 thành viên à. Nó sợ không biết đâu, vài bữa cái mất người ta, vài bữa mất mẹ, rồi vài bữa mất con. Rồi sợ quá đi, giác đó mình dụ nó hết được quý cô bác à. Tức là mỗi lần đó, nó thấy cái gì lạ lạ trong cái đống gạo đó, nó không dám lại ăn luôn. Nó sợ bị giật hoài đó. Trời ơi, đâu phải nó không khôn đâu quý cô bác. Rồi á, bắt đầu á, nhen là tới dần mà cháu dùng thủ đoạn không được rồi, bắt nó không được, gạt nó không được rồi. Giác đó tính sao biết không quý vị? Mày không có chạy khỏi tao đâu. Tao muốn ăn rồi, bữa nay tao xử cái án tử mày rồi, mày phải chết. Bắt đầu á, nhen, giác đó con đâu có cho ăn nữa. Con cứ rảo bước nè, con đi nhẹ nhàng. Bởi vì chồng hỏi con gà mà hai cái chân nó con khúc à. Quý cô bác mình nghĩ đi. Rồi nó chạy trước, con cứ lai gai con bước sau chạy, hồi cái đuối sức à. Cứ mình bước theo lai gai hoài khỏi cần chạy luôn. Trời ơi nó ác gì đó. Bước hồi cái nó chạy đâu có kịp mình. Nó thở không nổi mấy anh. Không biết mấy anh có trải qua cái giai đoạn này chưa ha. Chứ Úc Đàn này hồi xưa là vậy đó quý vị. Bắt đầu chạy hồi cái bắt đầu kiếm cái bụi cây cái ông trốn chẳng ạ. Nhưng mà giác này trốn được cái đầu không quý vị. Dòng mệt muốn chết mà. Tính đâu trốn khỏi rồi lũi vô trong cái bụi cỏ trốn. Được cái màu gà. Nam mô Di Đà Phật à. Giác đó nhan lợi bắt mà còn nói mày chạy có khỏi ta. Nam mô Di Đà Phật à. Quý cô bác có nằm trong cái giai đoạn này không? Mà hôm nay tại sao cháu kể những cái mẫu chuyện này? Hôm nay mình biết niệm Phật rồi quý cô bác à. Nhan, mình biết niệm Nam mô A Di Đà Phật rồi. Mà thầy dạy mình là chữ Nam mô là niệm Nam mô A Di Đà Phật đó. Phải trì giới. Rồi giữ chay nữa quý vị. Có nghĩa là mình nghe lời ông Phật dạy mình. Tại sao Phật dạy mình là không ăn chúng sanh? Là để cho mình có cái lòng từ bi thương xót chúng sanh mà mình không cắt nở các cổ lột da chúng quý cô bác à. Mỗi lần mình kề dao vào cần cổ nó đâu có yên đâu quý cô bác. Nó dãy dụa, rồi nó la, nó kêu, nó khẩn cầu mình tha cho nó. Nam mô A Di Đà Phật. Quý cô bác biết cháu sao khóc không? Giác này nghẹn lời nói không được quý vị. Tại vì cái tình thương chồng nè, thương con nè, thương giống nồi của chúng. Nhưng mà tại vì chúng yếu đuối, chúng hết cách rồi, đâu có đủ cái trí khôn ngoan đâu mấy anh. Nhưng mà tình thương đó
chữ rằng nhân vật vẫn đồng, nó y chân mình vậy, nó cũng đi kiếm ăn, nó cũng có mái ấm gia đình. Chúng vẫn có đàn con thơ. Không biết quý cô bác mình có gặp cái giai đoạn này không? Con nói cho quý cô bác mình biết đó. Hồi lúc đó đó con chạy trên đường đó, có một cái con gà mẹ, nó dẫn một bầy con mà lúc đó con mới nở có vài ngày hả quý cô bác. Nó còn khờ lắm quý vị. Nó đi ra lộ, dòng xe cháu chạy đó, chạy tới mà mình cũng chạy chậm quý cô bác, chứ không có chạy nhanh nghe, biết coi như là nguyên một đàn gà gì đó chạy chậm chứ không chạy nhanh. Nhưng mà cái con gà con nó đâu có cái trí khôn lanh, mẹ nó chạy vô trong lề, còn con ha nó tá quả lên, mà con gà mẹ vừa chạy vừa la. Nhưng mà cháu chạy ngang đó, bắt đầu cái con gà con nó lủi vô trong cái bánh xe cháu cán chết đó. Tức là vừa lăn bánh qua rồi, giờ lại sao có con gà con nó chết vậy đó quý cô bác. Nhưng mà dòm lại mình thấy đứt ruột liền. Là quý cô bác biết sao không? Nó không bỏ con nó chết mà nằm đó, nó không bỏ quý vị. Tức là nó lẩn quẩn vòng quanh con của nó hoài quý cô bác. Thú vật mà nó còn như vậy đó. Giác này cháu nói nghẹn lời, cháu nói không được quý vị. Quý cô bác mình cũng quan hỷ cho cháu nghe. Tại vì mình thấy chúng sanh mà nó còn biết thương con nó cỡ đó đó. Rồi hôm nay đó, trong gia đình của mình, đặt ví dụ có 10 thành viên đi, một đứa mà nó đi khỏi nhà đó, quý cô bác có thương không? Có mấy quý cô bác mình có nhớ không? Hoặc giả là đang sống ấm im đây mà một người ra đi biền biệt mà không ngày trở lại rồi, quý cô bác mình có thấy đau không? Quý vị, Nam Mô Di Đà Phật, quý cô bác mình có thấy buồn, thấy đau không? Đang sống hạnh phúc bên nếu vợ đẹp hầu sinh đây, bữa nay vui vẻ đi mà ngày mai đó, một người ra đi một người ở lại đó, quý cô bác mình có thấy đau không? Theo con nghĩ đó ha, không quý cô bác nào chịu đựng nổi cái cảnh mà ly tán nó hết. Nhưng mà chúng sanh mà nó còn vẫn biết vậy, mình tình người còn phải hơn, phải không mấy anh? Bởi vì hôm nay con ráng lên đây á, nói cái đề tài mà chữ Nam Mô trì giới giữ chay đây cho quý cô bác thấy rằng mình ăn chay để chi, là cái lòng từ bi thầy dạy mình đó quý cô bác. Thương chúng sanh mình không nỡ ăn chúng sanh nữa quý vị. Hôm nay đó, bây giờ trong máy đạo tràng này, con trình bày qua cái đề tài mà chữ Nam Mô trì giới giữ chay này, quý cô bác nào có lòng từ bi nha, có lòng từ bi, Úc Đàn này kêu gọi toàn thể cô bác mình mạnh dạn quy y phát tâm trường cha. Ở đây có quý vị nào dám giơ tay lên làm được không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con mừng được hai vị ở sau, quý vị mình còn người vị nào dám nữa không? Có dám giơ tay lên không? Ở đây là từ đây trở về sau đó, tới máy đạo tràng này có đồng đạo chứng kiến cho mình quy y, rồi từ đây tu theo ông Phật luôn quý cô bác à. Ráng, chứ không thôi rồi trả quả chịu không nổi nghe quý cô bác. Đệ chúc mừng cho chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chị nghe, người ủng hộ đệ đầu tiên chứ bà cô. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Vậy là bữa nay được hai vị chúc mừng quý cô bác ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ con kể một mẫu chuyện nữa đi. Một mẫu chuyện là nãy giờ liêu tiêu thôi mà được hai vị ha. Con xin kể một mẫu chuyện nữa. Cái mẫu chuyện này ở đây quý cô bác mình á, coi như là đều nghe hết rồi. Nhưng mà con nhắc lại là cái mẫu chuyện ông Năm Lửa theo thầy quý cô bác, cũng là mẫu chuyện ở ngoài miền Đông. Cái ông Năm Lửa mà tín đồ của thầy quý cô bác biết là ông nóng số 1 của đệ tử đức thầy đó.
đặt ổng là ông năm lửa, ổng thứ năm, nhưng mà ổng nóng quá, anh em đặt ổng tên là ông năm lửa. Thì trong khi đó đó, buổi chiều ổng có cái trách nhiệm ở ngoài miền Đông đó, chiều phải trải chiếu cho thầy ngủ, rồi phải đem mùng mền ra cho thầy ngủ, tức là thầy ổng quét dọn cho thầy hết đó. Một bữa nọ coi như là ổng quét dọn, ổng thấy cái gối của thầy có ba con nghiệp quý cô bác. Thấy ba con nghiệp nó chèn ơi, tới số mày rồi. Tới số mày rồi, tại sao mà hôm nay ở đâu mà ở đây? Chỗ này đâu phải chỗ mày ở. Mày cắn thầy tao phải không? Vậy là mày chết. Bắt đầu ông năm ấy lật ba con nghiệp đó quý cô bác. Ổng dò chết hết ba con. Quý vị mình có nghe mọi chuyện này chưa? Nam mô Di Đà Phật. Thì trong khi bữa đầu là ba con ổng dò chết sạch trơn, bắt đầu tới chiều thầy đặt đầu xuống nằm trên cái gối, quý cô bác biết ấy. Thầy vừa để xuống, đây là thầy muốn dạy ông năm lửa chứ không phải thầy không biết nghe quý cô bác. Vừa đặt cái đầu xuống bắt đầu là coi như là ba con kiểm mất rồi. Thầy nói ông năm lửa đâu rồi, ông năm lửa đâu rồi. Thì bắt đầu nha, tất cả các anh em nghe thầy gọi ông năm lửa đó, coi như là dội vàng chạy đi kiếm năm lửa liền. Ông năm à, ông năm à, thầy gọi ông đặng lên thầy giải diệt. Thì trong khi đó lên rồi thầy nói, tôi nói cho ông biết nè, ba cái con nghiệp này nó cắn tôi chứ đâu phải cắn ông đâu mà ông giết nó. Từ đây trở về sau thầy cấm ông giết nó nghe. Đó là bài học đó. Chỉ có ba con nghiệp thôi mà thầy thương vậy đó quý cô bác. Có ba con nghiệp hả? Nhưng mà qua ngày thứ hai quý cô bác mình biết không, ổng vô ổng dẹp nữa, cũng gặp ba con nghiệp nữa. Nam mô Di Đà Phật. Mà chắc này không giết nha quý vị. Ổng đi kiếm cái keo, ổng bắt bỏ cho ổng phơi nắng. Nam mô Di Đà Phật à. Bắt đầu đem con ngoài nắng giúp hơi cho chết lặng chết mòn vậy đó. Bắt đầu chiều á thầy cũng kêu nữa, thầy nói năm lửa đâu rồi, năm lửa đâu rồi. Thì bắt đầu tất cả anh em vội vàng đi kêu năm lửa vô. Ổng nói nghe, hồi qua thì ổng giết người ta, mà tôi đã rầy ổng rồi, tôi không cho giết rồi, mà bữa nay ông lại nhẫn tâm hơn, ác độc hơn, ông đem ta ông phơi nắng ngoài. Nam mô Di Đà Phật. Từ đây bỏ nghe không, ông không làm cái kiểu này nghe không. Chúng sanh vẫn muốn sống nghe không. Bắt đầu nghe, nghe thầy dạy dạy vậy đó, ông sực ông nhớ lại. Nhưng mà quý cô bác biết không, qua cái ngày thứ ba đó nghe, ông cũng vẫn gặp ba con nghiệp nữa. Vô dọn mùng dọn chiếc cho thầy ngủ, vẫn gặp ba con nghiệp nữa. Giác này khỏi phơi nắng, khỏi giết. Cô bác biết làm sao? Bỏ trong họng nốt luôn quý vị. Nam mô Di Đà Phật ạ. Coi như là giác này bỏ vô họng nuốt luôn vậy đó hả? Rồi tới ngày thứ ba thầy mỉm cười quý cô bác. Thầy nói uống ba viên tiên đơn này chắc bổ dữ rồi nghe. Có nghĩa là thầy biết ông quá thương thầy, hết lòng lo cho thầy. Là từ đó trở về sau á, thầy bỏ qua luôn đó quý vị. Ở đây con kể cái mẫu chuyện ba con nghiệp này để chi? Để biết được thầy mình chính là một vị Phật lâm phàm. Là làm cho mình biết là một cái tấm gương để cho đời, cho chúng ta hiện giờ đặng noi theo thầy quý cô bác. Nam mô Di Đà Phật. Những cái chuyện mà thầy dạy mình hôm nay trong giáo lý đó, thầy đã làm qua hết rồi quý cô bác à. Phải không quý vị? Thầy nói là băng rừng dẹp phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thầy đã vạch cái đường cho mình đi rồi quý vị. Hay là nay rừng bụi có người mở ngõ thì nói theo dấu thỏ đàn dê. Thầy đã dẫn con đường tươi sáng, cái đường này thầy đã đi rồi. Mà hôm nay á, thầy đã chứng đạo rồi. Tây phương á, cực lạc hùng ngồi tòa sen. Phải không quý vị? Nhưng mà thầy không nỡ ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề, mà xuống đây đem cái chân lý vô thượng, đem cái lòng từ bi mà ban rải cho mình, tới một chúng sanh nhỏ mà thầy cũng thương nữa đó. Hôm nay con kể cho quý cô bác mình biết đó. Hôm nay đó, nhân một cái duyên lành, quý cô bác anh chị em mình đến đây niệm Phật. Từ đây đó
cái bài học mà quy tắc của mình thầy dạy 84 năm rồi nghe quý cô bác. Nam Mô Di Đà Phật ạ. Không lẽ gì 48 năm mà mình học ở lại con lớp hoài à, rồi sau này thầy gì thầy gậy không quý vị. Nam Mô Di Đà Phật ạ. Coi chừng thầy gậy mình nghe mấy anh mấy chị mấy cô. Bởi vì học hoài mà ở lớp 1 à, mà cái bài học ở đây không phải ông Phàm dạy mình quý cô bác, mà ở đây cái bài học là coi như là nó đáng giá ngàn vàng. Thầy dạy một cái bài học từ bi cho tất cả chúng sanh. Mà điều này Đức Thầy cho biết là tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bị tánh thiện. Thầy dạy mình có cái tình thương, mình có lòng từ bi, mình có cái lòng nhân ái ban rải cho chúng sanh. Nỡ nào mình bắt chúng mình ăn hoài quý cô bác à. Thôi hôm nay Út Đàn có cơ hội lên cái diễn đàn này 40 phút thôi, nói cho quý cô bác mình sớm mà giác ngộ nghe, chứ học ở lớp hoài sao thầy gầy chết luôn à. Bây giờ con kể mẫu chuyện này, quý vị nào có muốn lên lớp nữa không giơ tay coi. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi ở sao được giơ tay vài vị nữa là Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn được vài vị nữa. Vậy là chuyến này mình quy y nguyện trường trai luôn nghe chú. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú rất nhiều. Hôm nay cái mục đích nói chuyện của Út Đàn này là có nhiêu đó quý vị? Lên để nói rằng cho quý cô bác mình biết được cái lòng từ bi thầy dạy mình, mà quy y thì khá hành y. Nghe quý vị, chứ không có để y nghe mấy chú mấy cô. Hồi đó giờ 84 năm rồi, không lẽ học con lớp ngồi hoài con ghế à. Bây giờ đặt tỷ dụ á, quý cô bác mình sáng giờ chị Hai chỉ sắp xếp lên đây ngồi cái ghế này, mà quý cô bác mình đến khi về có xách cái ghế đem theo không? Đang ngồi nữa không? Nam Mô Di Đà Phật à, chắc chắn rồi. Ngồi sáng giờ tôi ngồi, mà tôi nghe anh em nói chuyện đạo thôi gì giờ tôi bỏ chứ, không lẽ xách theo sao? Tức là không giữ nó nữa, giữ hoài có cái ghế đó hoài là khổ lắm à. Nam Mô Di Đà Phật, quen mấy chú, bỏ nó. Tức là hồi trước giờ, hồi thầy khai đạo mình ăn 4 ngày chay thôi, bây giờ mình tiến lên chút nữa bỏ cái ghế đó đó, không luyến nó nữa. Hôm nay thắng, phải không quý vị? Vậy thì chữ Nam Mô trì giới có nghĩa là hôm nay mình giữ cái giới sát đó quý cô bác à. Trong 10 điều ác Đức Thầy dạy đó, cái thân nghiệp nè, khẩu nghiệp và ý nghiệp nó sanh tới 10 điều ác thật. Nhưng mà cái sát sanh ở đây để nuôi cái thân mình là cái nghiệp quả trả không hết quý cô bác à. Nên Thầy dạy tất cả tín đồ trước tiên là phải ăn chay. Mà từ xưa đến nay không một vị Phật, vị tiên nào mà không ăn chay thành tiên thành Phật được hết quý cô bác à. Út Đàn này nói có sai không quý vị? Nếu không sai cho chàng vỗ tay. Nam Mô Di Đà Phật à. Hồi đó giờ con coi lịch sử đâu có thấy ông là tiên nào mà không ăn chay mà thành tiên, mà không coi lịch sử nào mà coi như ông Phật không ăn chay mà thành Phật, phải không quý cô bác? Vậy thì hôm nay đó hen mình, cái Long Hoa đại hội tới đây, tức là vào cái cõi đó là cái cõi Bồng Lai, là cõi tiên đó quý cô bác à, phải không? Thi tả cảnh Bồng Lai tại thế, nếu chần chờ thì e trễ kỳ thi nghe quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật, mình chần chờ đó giờ 4 ngày cứ để có mực hoài là chần chờ đó ạ. Không được nghe là không kịp nghe, thầy cứu mình không được quý cô bác à. Đức Thầy cho biết là cứu lương hiền chẳng cứu người hôn kẻ gian ác, là sao? Đến sau tiêu diệt phải không quý cô bác? Khổ lắm mà. Vì lẽ đó hôm nay đệ lên đây ráng nhắc nhở cho quý cô bác biết rằng cái sự lợi lạc của ăn chay là để có lòng từ bi. Quy y thì khá hành y, chứ không có để y nghe cô bác. Nam Mô Di Đà Phật à, tôi quy y lâu rồi đệ ơi, tôi quy y lâu rồi. Tức là thầy khai đạo vài năm sau tôi quy y hà. Nhưng mà năm nay 84 năm rồi, hỏi chú có trường trai chưa chú? Nam Mô Di Đà Phật à, chưa cháu. Mà quy y lâu cỡ đó rồi mà chưa trường trai. Hôm nay con nói ở đây nếu đụng chạm với cô bác mình á, tha thứ lỗi cho cháu nghe. Đặt tỷ dụ mình đến đây mình niệm Phật hoài, hỏi đến đây cái đạo tràng này bao nhiêu năm rồi. Chàng ơi, từ khi chị Hai Dân chỉ mở ra đạo tràng là tôi đều có cộng sự, tôi tới tôi niệm hết trơn á. Nhưng mà hỏi giờ có trường trai chưa, mới có 4 ngày. Nam Mô Di Đà Phật. Quý cô bác ơi, Út Đàn này kêu gọi quý vị mình gắng gắng bước thêm bước nữa nghe. Ít nhất là 10 ngày trai, phải là học phải lên lớp chứ, phải không quý vị? Quý vị chuyến này có đồng ý lên lớp thêm lớp nào nữa không ạ? Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị có tính tính là lớp giờ tay thêm số nữa coi. Nam Mô Di Đà Phật.
Vậy là lên lớp thêm nữa, hang trang này lên nữa rồi đó. Nam mô Di Đà Phật, em mừng cho chị. Bữa nay em đã rủ quý vị mình ăn chay hết lòng đó. Chưa một anh em nào đến đây mà nói cái đề tài giống cháu á. Không ạ, à, nói thật coi nha. Bởi vì cái sự kinh nghiệm trong đời tu của cháu đó, cái sự chai lạc đó, mình đã trải qua hết rồi cô bác à. Ăn sâu vào trong tiềm thức lời của Đức Thầy chỉ dạy rồi, hôm nay ráng nhắc nhở. Bởi vì cháu hồi xưa cũng như quý vị, nó không có khác gì chứ. Mà có lẽ là ông đàn này ác hơn quý vị nữa quý cô bác. Con ác lắm đó. Con dùng thủ đoạn không hả? Phải nói là ghê gớm luôn á. Bởi vì năm 16 tuổi bắt đầu cháu mới nhận thức được, cháu mới ăn chay. Mà trước năm đó rồi đó quý cô bác. Một cái ngày đầu tiên cháu ăn chay quý vị biết không? Ở ngoài đồng á. Đang văn 100 là 60 gấp câu ngoài đồng. Nhưng mà hồi xưa giờ mình đâu có nghe đạo đâu quý cô bác. Bữa đó nghe mấy anh nói chuyện đạo hồi đó, huynh tám em đó, quý cô bác mình chắc không biết đâu. Năm 87 là anh nói một cái tôi nói chàng ơi, ông này ông ở trên núi ông xuống quá à. Hay là ông tu không biết ông chứng đạo gì đâu mà ông nói gì đâu mà nó hay nói trong lòng mình không. Bắt đầu cháu bỏ câu luôn quý cô bác. Bỏ luôn. 100 mấy chục gấp câu hả, làng khang ngoài đồng luôn. Là sáng cháu ăn mặn, sáng cháu đi văn câu đó. Mà bắt đầu chiều đi ra ngoài chợ đó quý vị biết đó. Hồi xưa ăn chay cực lắm. Ra ngoài mua củ cải muối gì ăn chứ cơm nguội không. Mà cháu ăn ha nó ngọt hay nghe thôi. Nam mô gì đâu hả. Chuyện này là chuyện dĩ dãn nghe quý vị. Hôm nay đó nói tận tình cho quý cô bác mình hiểu được cái sự chay lạc nó lợi ích như thế nào. Đặng quý cô bác mình ráng ráng tiến thêm bước nữa chớ. Chớ mà thầy nói nè, hiểu thông là của câu hai chứ, hiểu thông mà chớ làm lì. Có nghĩa mình ngồi y chỗ hoài, ai nói gì mặc kệ thôi, để nói gì nói tôi nghe giờ đó. Là sau này khổ mình chịu nghe quý cô bác. Sau này thầy thương mình nhưng mà thầy cứu mình không được quý vị à. Bởi vì thầy cho biết là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, thầy cứu không được. Là do mình cái nhân mình gieo rồi cái quả mình phải trả quý cô bác. Nhưng mà cái thời kỳ tới gần đây đạt cái quả là trả ầm ĩ, trả một cái là chấn động, trả cả xóm cả làng, trả nguyên gia đình, không sót một ai. Bây giờ con hỏi thiệt quý cô bác mình á, ở trong cái đạo tràng này xưa giờ đó hen, mình sát chiết đó, mình tạo nghiệp để nuôi cái thân của mình á, quý cô bác mình có nhớ mình giết bao nhiêu chúng sanh không? Nam mô Di Đà Phật ạ. Ở đây quý vị nào biết ạ? Xin giơ tay lên một vài vị coi hồi đó giờ mình giết bao nhiêu đặng nuôi thân này nè. Hả? Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi hình như hơi khó hen, câu hỏi khó trả lời hen quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao con hỏi vậy? Con trả lời cũng không được nữa. Đâu có trả lời được. Câu hỏi này là không thể đáp được. Ý con hỏi ở đây đó, trong cái đời mà mình lúc còn mình chưa hiểu đạo đó, mình sát mình nuôi cái thân của mình đó. Cháu là 60-70 mấy ký, bao nhiêu chúng sanh mới được là 70 mấy ký này? Con không có biết được quý vị. Tức là mình là sát giết mình ăn để nuôi cái thân của mình. Nhưng mà Đức Thầy cho nó biết là luật nhân quả thật là cao viễn đó ha. Số cổ kim chẳng lọt một ai. Có nghĩa là sát một dao đền một dao, sát một mạng đền một mạng đó. Thử hỏi quý cô bác mình đền chừng nào hết quý vị? Nam mô Di Đà Phật ạ. Rồi mình không ăn chay mình trả nổi không quý cô bác? Không trường chay mình trả nổi không quý vị? Bây giờ mấy anh mà không ăn trường chay đó hen, hồi xưa giờ mình sát nhiêu đó. Mà Phật nói sát dao đền mới dao đó, rồi sát mạng đền mạng đó. Rồi mình đầu sanh trả chừng nào mà hết mấy anh mấy chị? Thôi thì Út Đàn khuyên quý cô bác anh chị em mình nên ráng tập đi. Mới học đạo bước chân chưa vững nên phải cần nắm cứng lực nghi. Nói làm bất cứ chuyện gì cũng cần lấy thước cái đạo nghì ra đo. Lấy chân lý làm cơ bản chính để bị phân lo tính không lầm. Chứ không thôi mình không có tính rồi nó khổ lắm quý cô bác à. Tới chừng đó chịu ngang. Đức Thầy cho biết là tới kỳ trả quả ầm bị thiết bao là chịu ngang. Mình gây bao nhiêu tội lỗi chiến này là trả hết quý cô bác à. Tuy rằng lòng Phật từ bi nhưng mà chẳng cứu vô nghị bất lương quý cô bác. Mình làm ác Phật cứu không có được.
hôm nay thầy thương mình lắm quý cô bác à. Hôm nay con ráng kêu gọi ở đây á, tức là tới đạo tràng này niệm Phật đó, là đã gieo duyên lành với thầy rồi. Con mong làm sao quý cô bác mình hôm nay để lòng những cái lời chia sẻ của Úc Đàn này, mong làm sao chuyến tới nhiều chuyến tới nữa, nhờ mà để nói cái vụ sát sanh đó mà bây giờ tôi nói cho đệ mừng là tôi phát tâm tôi trường trai luôn rồi. Úc Đàn rất mong cái mỗi cái điều đó đến với cháu đó quý cô bác à. Ráng nghe quý vị, Nam Mô Di Đà Phật cả. Nãy giờ hội trường nó lặng im, quý vị cho cháu một tràng pháo tay đi mình xin nha. Vậy thì chữ Nam Mô con giải đơn giản vậy đó, tức là biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi phải cố tâm ăn chay, cố tâm lành, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là phải biết bốn đại đức của chư Phật, mà làm sao cho ta có thể đắc được bốn đại đức ấy, tức là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả nè. Mình biết niệm Phật mà mình không có từ bi, mình không thương chúng sanh là không được nghe quý cô bác. Gán tập nghe, chữ Nam Mô trì giới là phải giữ chay nghe. Nam Mô gì đạo Phật ạ. Bây giờ mình lé cái trì giới là cho mấy anh nè, mấy anh mà có trường trai rồi nhân cái duyên này nha. Hồi xưa giờ trường trai mà quý y cũng để y à, tức là có ăn chay rồi mới bước lên được một bước rồi đó, tới lớp thứ hai thứ ba rồi. Nhưng mà trì giới mình có giữ không? Là trong 8 điều răn cấm của Đức Thầy, điều thứ nhất nè, ta chẳng nên uống rượu nha, cờ bạc, áp hiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luôn lý tam căn ngũ thường. Mà mình xét lại trong 8 điều răn cấm mình có nghe lời thầy chưa? Nam Mô Di Đà Phật. Nếu mà điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu, mình còn uống rượu chiếc này mình đẻo mình bỏ nghe quý cô quý chú. Mấy anh em mình á, cái kiểu mà ăn chay kỳ này á, là coi như là ta mời là dùng nói nghe chết luôn đó ạ. À. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ còn 5 phút ha. Cái vụ ăn chay kỳ người ta bị gì mình còn dùng mặn đó. Ta nói bữa nay có món ngon này anh, nếm với tôi cho vui một ly đi. Chết liền. Nam Mô Di Đà Phật à, chết liền nghe. Hôm nay đó Úc Đàn này nhắc cho quý cô bác mình phải trì giới nữa. Trì là gì? Trì có nghĩa là nắm giữ chặt chẽ, không thể rời, gọi là trì. Mà trì ở đây trì giới có nghĩa là răn cấm của Đức Thầy, mình nói cho gọn đi. Chứ cái giới á, nói về đạo Phật đó rất nhiều, nhưng mà hàng tại gia cư sĩ thầy ra 8 điều răn cấm, làm ơn giữ giùm cho mấy đệ nghe mấy anh mấy chú. Nam Mô Di Đà Phật, càng nhiều đó mà giữ còn không muốn nổi đó quý vị à. Vậy là biết niệm Phật là uống rượu là không uống nghe. Vậy mới trì giới đó ạ. À. Điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu nè. Rồi cờ bạc nè. Cái cờ bạc là không thể chăm chế được nghe quý vị. Không có cuộc vui nào mà tha thứ được hết. Không, thầy không cho mình đánh chơi luôn. Đánh chơi thầy cũng không cho đó nghe quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay Úc Đàn là khuyến khích cho quý cô bác mình tu tiến thêm bước nữa nghe quý cô bác. Anh chị em mình. Chứ mình quy y là phải hành y, chứ mà để y hoài là khổ lắm à. Khổ đà đi đến như tên là tới kế một bên rồi. Mà tới chừng đó hỏi nghe thầy về tổ định. Thầy nói là chừng nào thầy lại gia chung á, thì trong bổn đạo mấy bóng tùng phủ che đó, giác đó hay tin thầy về tổ định. Mà mình phạm giới hết trơn, mình có dám đi chảnh thăm thầy không quý cô bác? Hả? Còn hỏi thiệt ngang mình dám không? Ông chú ngồi trước nè. Mình giới mình còn phạm hết trơn 8 điều răn cấm quy y 84 năm rồi. Hoặc giả là quy y 30 năm rồi, 20 năm rồi mà giới phạm trơn à. Nghe thầy về tổ định á, có ở đây bương bả dám lên gặp thầy không? Nam Mô Di Đà Phật à. Thì giác đó ông Nam Trèo, ông hả ông trời nè. Tức là ông đón cái dầm nào rồi đó. Cái này không phải lính của ông Tư. Nam Mô Di Đà Phật à. Không phải nhớ cái này á, tôi nhớ là lính của tôi mà. Bắt đầu ông hả ông trời về đây nè quý cô bác à. Bởi vì Đức Thầy có nói rồi là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau đến việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nội vợ phong ba có con nghiệt thú á, nuốt mà người hung. Mình không giữ giới đó là người hung đó à. Nam Mô Di Đà Phật cả. Úc Đàn nói đúng không quý cô bác? Đúng, ủng hộ cho đệ một tràng pháo tay nữa coi. Nam Mô Di Đà Phật. Vậy thì mình cố gắng giữ giới. Mà thầy nói là sát trần tục như cây cảnh khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn, phải không quý vị? Mình cứ làm hiền đi, rồi mình cứ giữ giới đi.
rồi đẻo giới bào giết nó cũng tròn, đến chừng đó ở trong giàu rất tốt. Chớ hỏi ai mới đầu mà tròn đâu quý vị, mới vô tu mà tròn cái gì, phải không quý anh quý chị? Mà hôm nay nhờ coi như là nghe được giáo lý của Đức Thầy, mình giác ngộ, mình nghe lời Thầy mình sửa. Vậy thì quý cô bác anh chị em mình đó, chuyến này cháu nêu lên hai câu trong cái đề tài này, mà hình như bữa nay cháu xét hội trường quý cô bác mình cũng đồng tình với cháu lắm đó, ủng hộ cháu lắm. Vậy thì cháu mong làm sao cái bữa gặp gỡ hôm nay quý cô bác mình về nhớ ơn Thầy đã dìu dắt cứu dẫn mình, mình ráng tu, mình ráng làm theo cái đức hạnh của Thầy chỉ dạy đó, đặng sau gặp Thầy, Thầy nói là ngày vui tôi cũng đà lú bóng rồi đó, cớ sao đời còn mãi sai xưa, không tìm Thầy đặng hưởng phước thừa, ngày lập hội mới tay dinh nhành quế, trao thân phận mới đặng danh hiếu để thỏa giả Thầy nơi chốn mấy chồng. Quý cô bác tu làm sao con không biết, mà tu làm sao cho Thầy khen mình là một tín đồ ngoan đạo. Để quý cô bác mình đền ơn Thầy nghe. Nam mô Di Đà Phật. Tu làm sao mà Thầy khen mình mới được nghe quý cô bác. Vậy thì trong buổi gặp gỡ ngắn ngủi chỉ vài mươi phút thôi, cháu hết lòng lên đây, tức là chia sẻ cùng toàn thể quý vị, mong rằng cái bữa gặp gỡ hôm nay đem sự lợi lạc lại cho tất cả quý cô bác anh chị em ở đây, để rồi về mình tiến tu, đằng sau này mình gặp Thầy thì ban tổ chức cho cháu cũng hết giờ rồi, tức là cái đạo của Thầy, Thầy dạy nó sâu màu lắm. Hôm nay cháu lên đây chia sẻ cũng vài lời thôi, nhưng mà mong làm sao cái bữa chia sẻ hữu ích này, mong rằng quý cô bác mình về tiến tu, coi như là cố gắng bước lên cái sự chai lạc để đền đáp cái công ơn của Thầy. Là Úc Đàn này vui nhất đó quý cô bác à. Một lần nữa không quên, trước khi rời khỏi diễn đàn, mong làm sao chúc cho toàn thể cô bác mình trong gia đình được ấm im, con cháu được ngoan hiền, và toàn thể quý vị mình tiến tu trên con đường đạo đức, và đồng thời nhớ niệm Phật. Đến đây cháu cũng dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.